Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M41 Bon Bis. Ây da, tiếc là khổ đấy mà. Có mỗi tờ, còn ai nữa thì gọi vào đây tắt đề. Mời hết vào đây. Tao giận chúng mày quá cơ. Ui xồ ôi, yếu rồi tờ ơi. Còn bật luôn cái giáp nữa. Thiệt là vi diệu. Rồi, lên TV ha. Lên TV nè. Tuyệt vời không? Chạy rồi. Ui dồi ôi, có ngon cưng thi ở phía sau luôn. Thiệt là vi diệu. Thiệt là khổ. Chạy rồi. Ý, lên nè. Ui dồi ôi, nó bay lên như chim vậy. Ui dồi, cái định mệnh đó là. Đường nào nó cũng có zombie. Sợ thật. Sao trong cái trận này nó nhiều cương thi đấy nhở? Nó tính lấy thịt để người à? Nó toàn véo là véo không thôi. Nó lấy cái thứ đấy nó đập vào mặt thì có mà chết à? Thiệt là khổ. Số tôi nó khổ thế này. Gặp toàn cái vòng toàn y tá cương thi không à? Ui dồi ôi chạy. Vâng. Cầm thêm cái lưỡi hái nữa thì thôi em xin ạ luôn. Chạy thôi. Mấy bọn đấy máu cực kỳ trâu. Cái đậu xanh nữa. Đường nào cũng có người thế này. Sợ thật. Không biết nên chạy về đâu anh em ạ. Chúng ta nên di chuyển về đâu đây? Đây rồi. Hình như nhảy xuống luôn nó mới chất. Rồi con này nãy bắn không giết được nó này. Còn nhảy nhót cái đéo gì. Cũng tính hấp diêm người ta. Chạy thôi. Còn 37 giây. Cố lên nào. Còn dùng bài rất đông. Nhưng thằng tơ chết rồi thì cái điều gì đấy nó bớt nguy hiểm đi. Đấy, đỡ chết anh em ạ. Chúng ta lại quay trở lại trên khu vực này. Đấy. Làm gì nhau thì làm xem nào. Ui dồi ôi, lên đi. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Chạy thôi. Ui dồi ôi, nhảy mít rồi. Cái đậu dậy. Mày quá. Tí nữa thì chết má rồi. Hết hồn. Bằng đường nào cũng có zombie thôi, chạy đi. Một giây, rồi. Ok. Hello. Vâng, mình phải out sang trận khác đây. Có mỗi hai con zombie thôi à. Vâng, nó out mất một con rồi. Còn lại một con cứ dí hoài, dí mãi. Vâng, chết lại hồi sinh. Chán lắm. Ấn ST. Ơ, cái định mệnh. Cái phòng này nó soi căng vậy. Vâng, soi gắt VL. Yếu là tin được. Ok, I'm fine. Chết kìa. Ui dồi, phản xạ nhanh thế. Ơ, đâu ra đây. Rồi, lại một kill chùa. Đấy, nhẹ nhàng, thơm tho. Chạy thôi. Không ăn được một kill rồi, chúng ta sẽ đợi zombie. Và trận này có thanh niên nào cầm TMP bị zombie nó dã chết kìa. Sợ thật. Venus, thôi xong rồi. Nó chỉ định như thế này thì cứ xác định là bị hiếp thôi. Vâng. I'm fine. Mình biết là mình sắp bị hiếp rồi. Và chúng ta sẽ tìm chỗ nấp thôi. Phải thế thôi anh em ạ. Còn cuộc tình dù đúng dù sai. Nhưng NST luôn luôn bị hiếp trước anh em hiểu không? Hay quá, được một kill rồi. Há đồ. Tơ lên đứng ngay miệng núi lửa rồi kìa. Chạy thôi. Ui dồi ôi. Vâng, sao lại chúng ta chung một đường như này. Khốn khổ thế. Toàn. Ô, cái gì đây, cái gì đây. Gì vậy. Căng thế, chạy thôi. Ui trời ơi, trận này phải làm hero mới được. Ấn rồi. Thôi xong rồi. Trận này kiểu gì cũng bị hiếp cho xem. Vâng. Tao sợ chúng mày quá cơ. Bơi hết vào đây. Ui trời ơi, hero nữa như thế này thì tao sợ chúng mày quá cơ. Tơ được còn AFK nữa chứ. Này, ôi thôi xong rồi. Chán thế, ấn nhầm cận chiến hơi bị sớm. Rồi không sao, mình chưa quen được cái cận chiến của cái này. Rồi, tơ với việc tơ AFK thì cái việc cân bọn này nó cũng khá là đơn giản thôi. Úi dồi ôi, bơi hết vào đây. Úi dồi, toàn cương thi với lại y tá như thế này thì không ăn thua rồi. Úi dồi, bắt cua, này thì bắt cua này. Con lợn này. Thích bắt cua không? Thích bắt cua không? À, cào xa. Vâng, bây giờ còn thêm cái trứng cào xa nữa. Thế là vi diệu. Ui dồi ôi, còn mỗi thằng. À, tiếc thế.
còn đúng mỗi thằng nhấp nháy sợ ở thật. Sao quả đấy bạn không hứng chó, bạn lao lên luôn đi. Ơn các bác ơi, bạn chơi như thế chắc chắn là nó biết ơn rồi. Khổ, nó biết thế chơi gà gà cũng được. Hình như ơn thật. Ây à, thiệt là khổ. Nó biết hết trơn rồi. Bạn như này sống sao đây. Ui dồi ôi, nó lao vào hiếp mỗi mình. Trận này chỉ có chạy thôi. Ơ kìa, nó cận chiến bạn mày rồi kìa. Ấn nhầm. Vâng, sorry. Cái quả đấy ấn hơi bị nhầm. Đây rồi. Lên đấy, đúng rồi, lùa sạch. Vâng, nó lùa hết anh em ạ. Vâng, nơi nào tơ đi đến thì nơi đấy sẽ thành toàn mắm tôm hiểu không? Thu đi để lại lá vàng, tơ đi để lại toàn mùi mắm tôm. Ấn toàn bắn gì vậy? Vâng, phải bắn chứ. Bắt cua làm cái gì? Vâng, có mỗi vài con zombie bay cũng bắt cua. Vâng, người ta lại cười cho vào mặt. Vâng, nhiều mới bắt cua chứ. Ui dồi, chạy đâu ấy? Từ từ xong rồi, anh tơ đến đấy thì thôi. Vâng, một con lừa tình, một con dã thì thôi. Em không đủ được. Anh em hình như ân đê. Ui dồi ôi, ta dựa chúng mày quá cơ. Ui trời ơi, nghe được mỗi câu này là thích lắm. Ơ, trận này có TMP nó dã kinh thế. Vâng, bắn zombie cũng lôi TMP vào chơi luôn. Ơ, lại AFK luôn rồi. Cái đậu xanh. À đâu, gì đấy. Chơi ăn gian vậy. Vâng, nó đợi mình chạy gần, nó hiếp mỗi mình thôi. Mấy thằng chém sau lưng nó quyết định là nó không cào. Sợ thật. Cái xúc hút của mình nó quá là ghê gớm đi anh em ạ. Gì đây, ui dồi ôi, gì đây trời ơi. Xoay đít vào mặt người khác thế này. Khổ thân. Bét của Nam đây rồi. Cắm mặt vào trong đấy thì đúng là anh hùng núp. Đây rồi, còn thằng này nữa. Còn thằng này nữa, nắp ở đâu đây? Ui dồi, bét nấp của Nam. Có nấp một toàn những chỗ mà toàn người khác nhìn thấy thôi. Bây giờ còn mỗi tơ anh em ạ. Mà hết giờ rồi. Thôi bỏ đi. Chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Ok. Được bắn thằng xàm cũng lấy được top kìa. Rồi, nó gọi cái gì đấy không biết. Vâng, gại nhau bắt cua à. Ghê vậy. Có hay là chửi mình bắt cua ngu. Rạ oai, bắt cua ngu gì đấy, rạ oai. Chắc là mình sẽ xem lại clip để xem nó chửi mình cái gì. Không biết nó chửi mình hay chửi ai. Úi dồi. Vâng, đấy, úi dồi. Solo bắt cua kìa, tao sợ chúng mày quá cơ. Bắt đi, cứ bắt cua đi. Cứ bắt cua nếu bạn muốn. Đấy là việc của bạn. Vâng, còn mình thích bắt hay không thì kệ mình. Thế thôi. Mình thích bắt cá hơn. Ui dồi, thằng nào ném quả bom thốn thế. Không não sao sống. Vâng, những người không não sống rất bình thường bạn ơi. Ui dồi, cái gì chứ không não thì. À, hứng chó này. Cầm 3Z, bây giờ cầm lục súng bắn này. Ui dồi, khinh thường, có khinh thường ân quá không vậy. Ui dồi, ui dồi, đảo luôn, đảo. Trời ơi, ông bạn hơi bị khinh thường ân NT rồi. Vâng, đảo, cầm lục bắn. Cái gì đây? Loại đái. Đéo tin được. Không phải tin được. Lại khinh thường mình đấy như thế. Sợ thật. Bét của Nam là đây. Toàn những cái thằng đứng yên mà nó bắn thôi. Như con bot ấy. Kiểu người máy ấy em ạ. Thế rồi chạy đâu. Ui dồi, nó mới thấy mặt mình thôi. Nó chạy xa cả 100 mét rồi. Gắt vậy. Không cần như vậy không. Rồi nó rớt đâu rồi. Rồi thế chạy rồi. Ok. Chạy đi, cứ chạy đi. Gắt vậy. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Cạn lời. À kìa, thằng dưới kìa. Rồi kệ má thì mình sẽ hiếp những cái thằng thẩm du trên này. Mình chỉ cay những cái thằng thẩm du thôi. Còn đi săn thì kệ bá đi. Đi săn như này cũng dễ hiếp nhưng phải hiếp bà con thằng này trước. Ok. Đấy.
các bạn chơi, các bạn nếu các bạn muốn các bạn hit, các bạn giết được thì các bạn nên giết những cái thằng thẩm du trước. Đấy, u số còn mỗi con hero. Ui, từ từ bạn ơi, nhìn thế mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye.